gặp Galaxy Fold đầu tiên về Việt Nam, được bán trở lại thị trường vào ngày mùng 6 tháng 9 vừa qua sau 5 tháng bị trì hoãn. Galaxy Fold, sản phẩm mở màn phân khúc thị trường smartphone màn hình gập của Samsung đã gây sốt và nhanh chóng cháy hàng tại thị trường Hàn Quốc, quốc gia đầu tiên mà sản phẩm được bán ra. Không lâu sau khi Galaxy Fold xuất hiện trên thị trường, sản phẩm cũng đã sớm có mặt tại Việt Nam. Theo đó, cửa hàng di động Việt, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã mang chiếc smartphone này về Việt Nam. Tuy nhiên, đại diện của cửa hàng cho biết không có ý định bán lại chiếc smartphone này, mà chỉ mang về để giới công nghệ trong nước có cơ hội trải nghiệm sản phẩm. Chiếc Galaxy Fold được mang về Việt Nam là phiên bản đã được Samsung thay đổi đôi chút trong thiết kế, so với phiên bản được giới thiệu ban đầu hồi tháng 2 vừa qua, nhằm tăng độ bền cho màn hình sản phẩm, tránh lỗi bị gãy vỡ màn hình sau một thời gian gập màn hình liên tục. Trong đó, phần phim nhựa phía trên màn hình của Galaxy Fold này đã được làm liền vào bên trong khung viền, thay vì tách rời như trước đây thay đổi này nhằm hạn chế việc người dùng lầm tưởng đây là một miếng dán màn hình thông thường và bóc nó ra dẫn đến màn hình bị hỏng cảm ứng